toàn thể hội hôn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Huyền Trang và Nam Việt. Thực ra nhìn lễ hội trường tôi rất là xúc động, bởi vì các ông các bà, các anh các cô thì chú bác anh chị đã không quản ngại cái đường xá xa xôi từ quê Thái Bình và từ các nơi để về đây dự lễ thành hôn của hai cháu và chúc phúc cho hai cháu và chúc phúc gia đình chúng tôi. Thay mặt cho hai gia đình không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết nói lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể hội hôn và chỉ biết nói lời chúc sức khỏe hạnh phúc đến tất cả các ông các bà, cô dì chú bác, các anh các chị và bạn bè của hai bên gia đình. Và cũng thay mặt hai gia đình tôi xin có lời mời toàn thể các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác và toàn thể hội hôn cùng hai gia đình chúng tôi một bữa cơm thân mật để chúc phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. That beat as one.